kiếm rồi. Dựng lại bây giờ dạng gì nó qua à? Bên đây à? Thì lúa mà nó đổ gọi là tay cao không còn 2 mét mấy đâu, nghỉ đâu mà 3 mét mấy đâu. Chết trời, giờ giờ này nó có tôi được không? Được không? Nó trước đi giờ bữa 20 không mấy thôi, chắc cô cũng chưa sạch luôn chứ sao. Ồ, ba điều còn là cái 25 nó có nước rồi. Thank you.
khiển bằng tay rồi nha cả nhà. Nó gần mấy cái chướng ngại vật cho nên là điều khiển bằng tay. Chặn ganh lại. Không bình nữa cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, bye bye cả nhà nha.